Các bạn bật tấm hình này và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đối tượng này về dạng những tinh thể, điểm tinh thể thì đúng hơn. Tôi vào filter, cũng dùng chức năng pixelate và chúng ta chọn đối tượng ngay bên dưới này. Và chúng ta thấy ngay rằng đối tượng của chúng ta đang có biến dạng những tinh thể đang xen nhau. Bạn có thể tăng size hàng cột. Nếu tôi tăng quá lớn thì đối tượng của chúng ta sau khi OK sẽ biến thành dạng này đây. Còn tôi muốn đối tượng này sau khi biến đối tượng này thành những tinh thể chỉ ở phần củ cà rốt thôi. Những phần lá còn lại tôi giữ nguyên. Trước khi tạo đối tượng này chúng ta lên nhân bản. Tôi có thể Ctrl Z xử lý lại phần này. Tôi tạo layer mới. Ctrl Z. Ở layer trên này tôi để yên. Tôi chọn layer dưới. Chúng ta vào filter. Pixelate và chọn đối tượng này. Tôi OK đóng lại. Và bấm vào layer trên. Add layer mask. Và dùng công cụ brush. Tăng kích cỡ opacity ở đây chúng ta cho 100%, các bạn gõ số 0 lần tím và vẽ đối tượng này. Bạn thấy không, chúng ta tẩy lớp trên và lấy lớp dưới trông khá ấn tượng phải không ạ? Thì đây là chức năng tạo như dạng tinh thể khá là hay Photoshop. Nếu đồng ý các bạn có thể OK.